chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tổng Thống Mia đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video thử lòng mới của mình. Nhưng mà trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên để lại cho mình nút like, share để ủng hộ video cho mình và giúp mình lên 3.500.000 lượt đăng ký nha. Thôi được rồi, bây giờ ngày hôm nay mình để đi coi. Ủa? Bên kia đang làm gì đằng kia trời? Trời ơi, bên kia là cùi bắp. Đúng rồi, bên này mày là cùi bắp. Sao mà cùi bắp đâu, hi he mày đã. Ui ui ui. Trời ơi, hi he là dĩ vãng rồi. Fan club. Và bên đây là gì đây? Fan club H1 H3. Trời ơi, tụi này bây giờ là tụi nó tạo ra hai cái fan club xong rồi tụi nó đấu nhau rồi các bạn. Ai nói cho mày nghe, H1 H3 của tụi mày máu mày ấy ghê gớm dở. Nhìn như là đúng như bên đây không? Đó gọi là cá tính, cá tính của một cái con gái là phải vậy. Đúng rồi. Bản chất ngoại tình tụi bay hay là bỏ rơi H1 H3 hôm bữa đó. Mai mốt nổi đi lên bẻ cổ tụi bay chết. Đỡ hơn là mốt chị chứ. Thôi anh em đi. Đúng rồi, mấy bỏ hết bao giờ xấu quá à. Chỉ có hi he là mãi đẹp thôi, mãi trẻ đẹp thôi. Hi he là dễ thương hiền dịu. Trời ơi, đúng là lỗi thôi mà. Nói cho mày nghe, dù con chơi ở nào thì tụi tao đã đặng với mày. Hi he của là người con gái chịu dàng, cu tem vô bay que. Thôi, bay về thôi, bay về thôi mấy bạn ơi. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Bởi vì ngày hôm nay mình sẽ thử lòng tụi nó bằng cách H1 H3 sẽ bị giết bởi hi he sẽ như thế nào. Để hôm nay để coi sau khi mà một trong hai người idol của nó bị chết đi bởi một người idol còn lại thì tụi nó sẽ đấu tranh với nhau, tụi nó sẽ xử lý nhau làm sao. Chuẩn bị coi mình thử lòng tụi nó nha. Nhân tiện tụi nó đã đi xa thiệt là xa đằng kia để tụi nó cãi lộn với nhau về chuyện H1 H3 hay là hi he VIP hơn fan club nào fan club kia các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ lợi dụng ngay cái chỗ mà cái sân giữa của cái làng sinh tố của mình, mình sẽ chuẩn bị một đoạn video ngắn để đánh lừa tụi nó các bạn, để cho tụi nó tưởng tượng rằng hi he và H1 H3 đã có một cuộc chiến với nhau đó. Mình đã sẽ chuẩn bị xem một cuộc chiến hấp dẫn luôn nè các bạn ơi. Cuộc chiến của mấy thằng trong làng sinh tố, những thằng mê mẩn hi he hay là mê mẩn H1 H3 các bạn. Được rồi, bây giờ mình sẽ đập hết mấy cái này ra. Rồi, đập luôn cái hàng bên đây luôn. Rồi, ok, bây giờ thì mình chỉ cần rất là đơn giản thôi các bạn. Mình đã chuẩn bị tan 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 tan. Đây chính là hi he và đây chính là H1 H3 nè. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng mình sẽ sử dụng hi he để mình thực hiện kế hoạch của mình thôi các bạn. Quá chi là đơn giản rồi đúng không? Được rồi. Hôm nay mình sẽ cho kế hoạch gì bây giờ ta? Mình sẽ cho hi he sử dụng vũ khí gì để có thể xử được H1 H3 các bạn. Để mình suy nghĩ coi. Đâu có cái nào hay hay không ta? Có cái nào hay hay không ta? Tưởng tượng thử có cái nào mà hay hay hi he có thể sử dụng một phát bùm chết luôn cả H1 H3 các bạn, thì nó sẽ rất chi là VIP. Này mình ở này đằng này có một cái vũ khí. Đó, các bạn thấy chưa? Đây chính là vũ khí VIP Pro Max luôn á các bạn. Đây mình kiếm cái vũ khí mà xịn này. Đây nè, cây kiếm này chính là cây kiếm gọi là gì Fairy Sword gì đó các bạn. Cây kiếm này rất là mạnh luôn. Chỉ cần một chém thôi là đủ mạnh rồi các bạn. Và nó rất là đẹp nữa. Nó có cả enchant sẵn là chém lửa luôn. Nên gì thấy nó mạnh lắm. Bây giờ ví dụ mà hi he mà cầm cái kiếm này chém một phát H1 H3 chỉ có đi bụi thôi. Được rồi, bây giờ thì chuẩn bị biến hình. Hi he đây. Là. Đó, giờ bộ mình sẽ đi ra. Rồi. Hello mọi người. Hello. Hello. Vậy bộ đi chào hỏi với các bạn hiểu không? Đó. Đúng rồi. Được rồi. Đó, bắt đầu mình sẽ đi ra này và đi ra này. Đằng kia chính là H1 H3 sao? Được rồi, rút cây kiếm. Kiếm da lửa xỉn ơi là xỉn của mình ra. Đó, sau đó là mình đợi tụi nó thôi. Đó, mình đang diễn một mình đó các bạn ơi. Mình đang tưởng tượng mọi thứ đang trong đầu của mình. Cho chém. Mày nè. Đã giết được rồi. Được rồi, bây giờ thì đi thôi. Chạy các bạn ơi. Thế nào mấy thằng fan của H1 H3 cũng dí mình thôi. Nên vì thế mình chạy là cái thưởng sách là cái tốt nhất các bạn. Vẫn cứ chạy đi các bạn ơi. Khoan biến mất nha. Bùm. Đó.
Như vậy là biến mất, như vậy mới đúng là VIP Pro. Đâu để coi thử coi các bạn. À đây, Mi He đã xuất hiện. Đó, có cây kiếm luôn. Đó, sau đó là đi ra nào. Ủa là la. Đó. Rồi rồi rồi, chào chào giả bộ chào hỏi một tí, tụi nó sẽ đứng ở đây nè các bạn. Mi He sẽ bộ giả bộ nói chuyện với nó gật xíu. Đó, sau bắt đầu đi ra cái chỗ mà điểm hẹn, cái điểm nóng mà hồi nãy mình mới chuẩn bị cái mình đập hết luôn á. Rồi, đó, nói chuyện nào. Ô đằng kia chứ lợi ai ở coi. Ba đây mình đóng hát ba. Ô hello Hi He. Tao sẽ giết mày. Mày ngon thì vào đây solo với tao nào. Đó, đó nó sẽ chém các bạn thấy không? Đó. Đúng là một đoạn phim mà mình tạo ra đúng là đẳng cấp thiệt. Ui giời. Đó. Một chút thì sẽ giết được đó, giết được này các bạn. Vui mừng ha. Rồi. Bây giờ thì chạy thôi. Chạy đi. Đây này các bạn, chạy qua nhà của nhà Vinh Kỳ là sẽ biến mất ngay lập tức và coi như kết thúc một đoạn phim. Bắt đầu tụi nó sẽ nhìn vô tưởng như là thật luôn. Rồi, biến mất. Được rồi, tiếp theo bây giờ mình sẽ đóng H1H3 thôi các bạn ơi. Cái vai tiếp theo đó các bạn. Bây giờ mình sẽ bật cái này lên, sau đó biến thành H1H3. H1H3 thì cũng phải có vũ khí của H1H3 đúng không? Thì mình sẽ chọn một cái vũ khí nào nó hợp lý ra. Nhớ lần trước hình như H1H3 là sử dụng cái cúp Netherite. Đúng rồi. Cái cúp Netherite mới là H1H3 các bạn. Rồi, bây giờ nè, chuẩn bị 3, 2, 1, bấm vào cái nút này một phát là xuất hiện liền. Rồi, tới công chuyện với tôi. Đó, các bạn thấy bên kia không? Ủa là la, đó, Hi He đứng đằng kia nè các bạn. Đó, dao, mình cũng phải chạy ra thôi. Nghe nói ngươi là Hi He, nghe nói tôi là H1H3. Nó có cái kiếm xịn quá ta. Cái kiếm mày thì làm gì được tao. Rồi, ngon thì nhào vô, cứng. Vô, ngon vào đâu, ngon vào vô, cưng. Mày hổ báo mày. À, rồi, lụm tiền, cắt thêm một lần nữa. Rồi, ok. Rồi, bây giờ coi nè. Đâu rồi, đây rồi. H1H3 ra rồi nè các bạn. Thì đằng kia sẽ là Hi He các bạn ơi. Rồi, đó, bây giờ chuẩn bị cuộc chiến sẽ bắt đầu và chém nhau nào. Rồi, quất nhau đi. Ôi giời. Rồi, làm gì? Ui, rồi. Đồ. Nó gật. Vui mừng ra. Rồi, ok. Đó, sau đó Hi He chạy các bạn ơi. Trời ơi, bây giờ tôi lộn H1H3 với Hi He hoài. Nhìn nó giống nhau quá các bạn. Rồi, Hi He chạy một mạch thiệt là xa luôn. Chạy. Rồi, biến mất. Ok, cái đoạn đó là một tí tụi nó sẽ dí Hi He đó các bạn. Bây giờ tiếp theo là đi coi thử coi tụi kia nó có cãi lộn với nhau không anh em. Let's go. Tụi nó vẫn còn cãi lộn chém nhau luôn kìa các bạn ơi. Để coi tụi nó làm gì kìa. Đập luôn boss tới bạn thôi, nhưng mà mình chưa có bật cái da được. Phải đợi tụi nó đi qua làng sinh tố của mình rồi mình mới bật ra được. Nhưng mà phải đợi tụi nó tập hợp á, đúng người á mình mới bắt đầu gì. Ôi, nó đặt thêm một cái Hi He fan club ở đây luôn rồi bạn ơi. Thằng Huy đi về rồi kìa. Ung, tôi gà chạy qua. Ôi, bây giờ làm sao để mình tụi nó tập hợp ở đây bây giờ ta? Chị nó đang nghỉ chiến kìa, dí tụi nó. Vô điểm hẹn rồi bạn ơi. Ok, 3, 2, 1, nhấn cái nút này là bắt đầu. Vô đây. Ôi ơi. 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 Ôi ơi.
tụi anh lúc mà hi he sẽ bảo ok cho hi he nè các bạn, mấy hát một hát ba sẽ dí nè, đỏ đỏ đỏ, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, ai cho đụng vô giết rồi. Trời ơi là người yêu của tụi mày luôn á, là mày giết người yêu mất tiêu rồi. Đâu rồi mấy hi he chạy chưa? Ôi trời các bạn ơi, bây giờ mình hoành lại đây để mình làm cái xác của H1, H3 nằm ở đây các bạn. Thì cho biết hơn. Rồi ta, mình đã làm xong cái xác của Hi He nằm ở dưới rồi kìa các bạn, thấy không? À, bây giờ, ủa tụi nó đâu ta? Ủa tụi nó đang chạy về nè. Kiếm đi bắt đây. Bắt đi bắt đi. Bắt đi bắt đi. H1, H3 Con nằm đây rồi. Nằm một đống luôn. Sao không vậy? Trời ơi. Con mấy chị gì rồi? Người yêu của tụi mày đã bị tiêu diệt. Cái ác thì bị tiêu diệt. Ai có người ai có người. Lúc đầu kêu làm fan lúc của Hi He không chịu đâu, vô Hi H1 ăn chi rồi giờ khóc. Chị lấy cái băng rod đi ra. Rồi bây giờ tao biết rồi đó. Bây giờ tụi mình làm một khi đã Hi He đi. Bây giờ tôi chia người yêu của tụi mày. Chị nã cái gì? Chị nã cái gì? Tụi tôi có coi chị nã. Ê tao là cảnh sát trong làng thì cái lệnh chi nã chỉ có tao mới được sử dụng thôi, tụi mày là ai mà sử dụng? Có gì ai mới là kẻ giết người, ai mới là kẻ giết người? Nè nè nè, nhìn cho kỹ vô. Thì hãy đăng ký kênh các bạn ơi. Tụi mày dám thi hành cái gì thôi. Ôi 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 ôi, bây giờ Hi H1, H3 đã chết rồi. Cái phần nó bằng bay luôn á tên ông. Ô quản quý nó dễ dàng thật luôn. Mày mất bê. Rồi, bây giờ H1, H3 cũng chết rồi, cái fan lúc cũng dẹp đi là vừa. Đúng rồi đó, dẹp là ok. Cái bãi đây, dẹp cái bãi đây nè. Thôi bây giờ không có cãi nhau với mấy người đó. Bây giờ quan trọng là em yêu của tụi mình. Đi vô nè. Thầy ở đây luôn. Dùng cái tán luôn nè. Xong cái mộ rồi, bây giờ em đi rồi. Chúc em sẽ thấy bình an ở nơi an nghỉ nha H1, H3. Ê, mày bay qua đây đúng nha, đi ngồi đó làm gì vậy? Quên. Nè, em an nghỉ. Mong em an nghỉ ở nơi suối vàng. Cắm ở đâu hết chỗ cắm rồi. Được rồi, bây giờ như theo nghi thức thì chúng ta phải hát kèn tây, hát nhạc các thứ. Được rồi. Đúng rồi. Huy nó bay phụ trách kèn tây. Được rồi, có tao. Ok, còn Hachi, vô làm trống nha. Còn để tao hát cho. Được, em có thể nghe được lời cuối cùng của tao. Được rồi, sẵn sàng chưa? Ấn chừng. Á đồ tụi nó hát kèn tây rồi kìa các bạn. Ủa, lên nhạc coi. 1, 2, 3. Hạt bụi nào hoa kiếp tân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu em chết mất tiêu luôn. 20 năm sau rồi hẹn em cũng còn 20 năm tới là bao giờ. Yeah. Hạt bụi nào một bài tình cảm với nhau sâu lắm. Cái gì vậy? Đây, okay. Không được, đi vô đây. Thôi, tôi xin mọi người đó, bây giờ cho tôi hát nốt một bài cuối đi cho em nghe đi mà. Dù gì cũng tôn trọng người chết đi chứ. Rồi, hát đi. Sẵn sàng chưa anh em, kèn trống lên chưa? Rồi. Okay. Lòng mẹ bao la như hai bình giạt nhau. Tình mẹ tha thiết như dấu. Trời ơi, quá đẹp, nó hát lòng mẹ là sao trời? Ủa, tao đang khoai cho tao hỏi. H1, H3 là mẹ mày hả? Sao mày hát lòng mẹ vậy? Trời ơi, trời ơi, kệ tôi, bây giờ tôi buồn tôi hát cái gì, mọi người tôn trọng tôi giùm cái được không? Tôn trọng. Nửa điểm tôn trọng. Tăng gia bối gối mà. Được rồi, kèn trống lên lại nha. Ôi, đổi bài. Vì hâm mới giàu sang, H1, H3 mang cái hạnh phúc đời mình. Trời ơi, trời ơi, chắc ai xem là cao quý. Để hôm nay tôi tìm tăng của H1, tăng mình tôi lôi. Chết rồi. Tụi mày làm cái gì vậy? H1, H3 thì xét chẳng còn chi. Âm nhạc đã giết chết một cuộc tình. Tụi nó đâu nhờ bằng lời nhiệt đúng rồi mọi người. H1, H3 đã ra tôi đây. Tôi gà đâu mày gà đây mày tẩy. Tôi gà đâu mày gà đây mày tẩy. Đúng rồi. Một đứa thì buồn, một đứa thì chọc quê các bạn ơi. Đứng ở dưới địa ngục, em sao qua đến chiều là.
Đây không có hát nữa. Quả để tụi mày muốn thôi, mọi người đi theo hát 1, hát 3 luôn không? Để tao tặng để cho coi. Mày đâu rồi? Chị muốn đi không? À chi, đừng có cương nữa. Bây giờ chúng ta buồn lắm rồi, về thôi. Ai về? Bỏ về đúng rồi. Tối nhiều. Chạy đi. Hầu riêng được rồi, em sẽ làm một cái vải bụt ở live show của em. Live show không phải giải đi đâu luôn. Ok, giải đáp với giấc sáng. Em bán đi hạnh phúc đời mình. Rồi em sẽ đi đâu mà chắc ngay xem là cao quý. Để không là em ngu bị đập cái là chết. Ôi con chi đây? Thì tới bài mới, nè. Trời ơi, tụi nó mở live show để chúc mừng ngày H1H3 ra đi luôn rồi các bạn. H1H3 là người may mắn, luôn là người may mắn. H1H3 là chiếc kết ở dưới địa ngục chứ không có suối vàng. Vàng bị diêm dầu cắn lưỡi luôn. Khó chịu thì chứ, khó chịu thì cây cú này chứ. Các bạn ơi, chờ tối rồi và mình hình như thấy được cái tụi nó đang rình mò cái gì á bạn ơi. Đó, thằng Ha Chi với lại thằng Tô Gà, nó đang âm thầm làm cái việc gì đó mình không biết nữa, nên vì thế bây giờ mình đang đi theo các bạn ơi. Vô tao đi theo nè. Vô đây. Dạ, tao cậy tụi nó quá. Tao muốn gọi tìm một kế hoạch nào đó để phá tụi nó chơi. Đúng rồi đó. Có cái kế hoạch gì đó chứ. Kế hoạch gì để phá người các bạn ơi. Ý gì không hả? Ôi tụi nó làm xong rồi các bạn. Để con coi. Chết vô. Vô. Nhìn tụi nó như cái đèn giao thông xanh đỏ tím gì. Tách giọng. Alo. Trời ơi, anh Chi nói gì vậy? Alo. Cào lên. Thôi chạy đi, chạy đi. Bây giờ lấy cái cuốc đi. Bây giờ đi xử tụi nó. À, tụi nó thè hết sọt. Gỗ. Đưa tao miếng coi, đưa tao cây coi. Đúng là hàng sọt bay mà các bạn. Ôi dồi. Ở đâu H1H3 phiên bản sọt bay các bạn ơi. Ôi, đi coi nó làm gì. Cái bà nó bị hồi chiều á, lá to rồi. Bây giờ vô xử rồi. Không phải đâu hết. Đổi nhà. Qua nhà xa quý, ông xà ma đó. Đi. Mắc cười luôn các bạn, hàng đầu đỏ, hàng đầu vàng, hàng đầu xanh. Trời ơi, bây giờ mình đi. Ôi, ai vô vậy? Trời ơi, mày giá kim cương cái đi mất tiêu luôn các bạn ơi. Bây giờ đi mai cái cây. Ôi trời ơi, thằng này mặc quân bộ giáp kim cương mấy thằng kia gung chạy luôn. H1H3 gì mà gung dữ vậy trời. Quay giùm mày. Tắt đèn ngủ hết trơn rồi đó. Đến giờ rồi. Cơ hội của tụi mày nó hiện thôi. Đi. Giùm mày chạy bay đó rồi. Đây súng mày bắn đã bà, đừng nhắm thôi. Cái AK này tôi chùi xong rồi nè Nabi ơi. Trời ơi, bị bóng. Giờ là nạp đạn nó là bắn đã lắm nè. Hello. Thằng nào đó? Mấy chị ơi, em lỡ dại, xin lỗi. Em còn mẹ già ở nhà. Em còn mấy đứa em đang nuôi trông cậy vào em lắm chị ơi. Em còn chiếc bê bê em chưa sửa xong nữa. Ủa mày đi đâu đây? Tụi em đi nhầm nhà. Ủa mấy chị là ai đang làm gì vậy? Tao, đội trưởng gọi cảnh sát làng xuống tốn. Còn hỏi nữa, tao chính là phó tổng trưởng của bang Toxic Vicky giùm đã ra Ken. Hello. Còn tao là ông nội của bang bay nè. Đi đâu đây? Giờ sao chị Dung? Thôi, mấy thằng này còn mẹ già con tơ và trông dậy cô chú cháu gì ta cho tụi nó đi. Dạ. Cảm ơn. Khoan. Mấy tụi bay đi vô đây lại coi. Dạ. Đúng rồi. Đi vô thấy cha chú ở đây không biết chào hả mà. Dạ. Chào mấy anh mấy chị. Dạ đi vậy. Đi. Khoan đã, quạnh lại. Trời ơi. Gì tới vậy chị? Ai dạy tụi mày vậy? Dạy tụi mày mà không biết dạy. Đi vào buổi tối gặp người ta phải biết chút ngủ ngon rồi mày. Dạ. Chúc mấy anh chị ngủ ngon. Ngủ ngon. Đi. Khoan. Ai vô đây?
Ơi, gì vậy? Tao nữa vậy chị ơi. Tụi mày thổ cái cổ cho tao à? Dạ dạ dạ, dạ em biết rồi, biết rồi. Cái cửa mà không xong rồi tao thấy tao ngủ không ngon rồi đó. Đi vô đây. Ôi dạ. Dạ. Ôi dạ dạ. Dạ dạ. Cửa hơi lẩu đó. Có cái nhà nào mà ba cửa không? Đi 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 đi. Trời, cút về cho tao ngủ không? Trời. Trời ơi, có chuyện gì mà tụi nó chạy dữ vậy trời? Để vô coi coi. Trời ơi, mấy thằng này lâu súng đạn đạn dược dữ vậy, hỏi sao mấy thằng này không sợ? Đúng lấy rồi chị cái cặn mớ để chùi cây AK này coi tụi riêng. Rồi, ok. Video của mình cũng tới đây thôi, hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo nha, bye bye, xì giá dài.